thưa quý vị nhằm quản lý chặt chẽ hiệu quả quỹ đất khu vực gian sông gian biển từ đó đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế đối với những khu vực đã có quy hoạch đồng thời bổ sung vào các quy hoạch chuyên ngành đối với các khu vực chưa có quy hoạch sau đó tổ chức thu hút kêu gọi đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch quản lý khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội gian sông, gian biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2035. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh ủy để cho ý kiến về dự thảo kế hoạch này kế hoạch quản lý khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội gian sông, gian biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2019-2035 xác định 24 khu vực thuộc các địa phương, thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, các huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Triển khai kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho sở xây dựng chủ trì, kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở khu đô thị mới trong các khu vực của kế hoạch. Sở kế hoạch đầu tư chủ trì, kêu gọi đầu tư các dự án khác ngoài dự án phát triển nhà ở. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công làm cơ sở để kêu gọi đầu tư. Ủy ban nhân dân các địa phương rà soát các quỹ đất gian sông, gian biển, đề xuất sở xây dựng bổ sung thêm các khu vực thuận tiện đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo sở kế hoạch đầu tư, sở xây dựng rà soát thu hồi các dự án chậm triển khai và đề xuất các dự án đầu tư công phục vụ dân sinh trong phạm vi ranh giới các khu vực nằm trong kế hoạch. Sở Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Giao thông vận tải đề xuất các vị trí phục vụ du lịch đường sông, đường biển gắn liền với các khu vực trong kế hoạch. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng và ý kiến của các thành viên trong ban thường vụ tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo, trong đó tập trung quy hoạch các tuyến sông để thúc đẩy tiềm năng, nâng cao giá trị sinh thái, kinh tế của tuyến sông là chủ yếu còn khu vực gian biển sẽ có quy hoạch riêng cụ thể khác. Ngoài ra, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu quy hoạch phải chỉ rõ không gian phát triển của từng lĩnh vực cụ thể như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, đô thị để tỉnh thuận tiện trong kêu gọi đầu tư, khai thác một cách hiệu quả và bền vững lợi thế các khu vực gian sông.